Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Bóng Đá Gaming. Sau một thời gian bận bỏng thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em với một video chia sẻ về một cách build nhân vật DK ở season 17.1 trước thêm update của season 17.2. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem với cách build này thì lượng đam tối đa của em nó là bao nhiêu. Và để làm được cái video theo cái tiêu đề này thì mình đã chuẩn bị một nhân vật BM gần như là tối đa tất cả các trang bị. Như các bạn có thể thấy, một cái Shadow Brilliant Suit cộng 15 Mapping đấy, All Star 15 và DD75. Ngoài ra mình sẽ sử dụng một cặp kiếm cũng là mắc ốp luôn, cả nguyên một cặp nha nhé. Kèm theo đó chúng ta sẽ cùng sử dụng một cái Earring 4 là Blood Earring cộng 15, và tất cả đều là đam hết. Kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái Ring Phù Thủy và một cái Ring Xương và một cái vòng cổ, và vòng cổ đây là 6 ốp, để có được một cái lượng đẹp gần như là khá là ok. Khi mà đi đến ở các map cao thì mình sẽ sử dụng lá Penta mới. Ở đây mình sẽ dùng lá Brilliant Orb 1-15 và Penta là Penta PVP nhé. Rồi, trên đó là trang bị. Còn tăng điểm ra làm sao? Bởi vậy bảng C của chúng ta thì mình chỉ tăng strength là 1188 để có thể mang được cái set đồ lên. Đấy, khi mà set đồ yêu cầu là sức mạnh phải là 1188. Rồi, còn các vũ khí của chúng ta thì mình sẽ tăng phụ thuộc vào năng lượng. Đấy, ở các season cao thì vũ khí của BM sẽ có hai yêu cầu cho anh em lựa chọn. Một là đi theo sức mạnh là power, hai là đi theo cái năng lượng NE. Thì tùy anh em lựa chọn cách build mà anh em có thể tăng theo sức mạnh thuần túy hoặc là tăng theo NE. Ở đây mình sẽ đi theo NE nên mình sẽ chỉ tăng là 1188. Và lượng Aki chỉ là tối thiểu là 383 điểm. Đấy, 383 điểm. Chỉ để mang được cặp vũ khí lên mà thôi. Còn lại tất cả mọi điểm mình sẽ dồn vào NE nhé. Đây anh em có thể thấy NE rất là cao, 1288 cộng với 907 là gần như là 2003 NE rồi. Đây là chưa có bút nhé, chưa có bất kỳ một bút của hay là của một EBM khác. Đấy, nên đây là bảng C. Rồi, định với chúng ta đến với bảng Master 3. Bảng Master 3 mình sẽ tăng chủ yếu là PVM. Nên anh em đừng có thắc mắc tại sao lại không tăng điểm này mà tăng điểm kia. Mình nói sơ qua. Thứ nhất, chúng ta sẽ giảm 10 điểm vào tiêu hao, giảm cái hư hỏng trang bị, 10 điểm vào hồi mana và hồi máu, còn chỉ lấy 9 điểm là lấy tròn 6,26% hồi AG mà thôi. Vì khi chúng ta tăng NE thì lượng AG chúng ta có rất là nhiều. Ngoài ra mình sẽ là lấy 10 điểm để có thể tăng bonus 17 điểm ở tất cả các cái ô tăng điểm vào bảng C. Đấy, những ô này sẽ tăng điểm vào bảng C nha nhé. Thì tùy anh em có thể giảm bên này để tăng bên này lên 20 điểm cũng được. Nhưng mà đối với mình theo để cân đối giữa tất cả các điểm thì là 17 là hợp lý. Rồi, đối với bảng nhựa. Bảng nhựa này là bảng skill. Thì mình chỉ lấy 10 điểm để tăng khả năng tấn công thành công. 10 điểm vào skill Sword Fury để tăng tầm đánh. Đấy, mình sẽ giải thích từng ô cho anh em luôn. Và 20 điểm để tăng lượng đam tối đa có thể. 10 điểm vào đâm gió này để học các cái skill là Fire Blow hoặc là Sword Blow nhé. Bắt buộc phải học 10 điểm vào Distaff Sunsi này. Ngoài ra mình sẽ lấy 10 điểm combo để có thể tăng vào 10 điểm rút cũng như là 15 điểm vào bảo này. Đấy, 15 điểm và 13 điểm bảo thì do mình cân đủ điểm nên mình chia ra thôi. Anh em có thể tăng 10-10 là nhân dương 8 điểm. 8 điểm thì anh em có thể chia ra 3 ô này, một ô 3 điểm sẽ là tăng lên được gần 20, tùy thuộc vào anh em thôi. Ở bên cạnh cột tấn công, công thì mình sẽ bắt buộc phải tăng 10 điểm vào attack rate để tăng khả năng tấn công thành công. Tương tự như là các cái bảng tăng đao khác, mình sẽ dùng tăng mắc tối đa đao có thể. Đấy, 20, 10, 10 điểm vào vòng máu. Và ở đây mình lấy 11 và 13 điểm. Như các cái video cũ mà mình đã tăng cách build tăng BM thì mình chỉ lấy tầm 11, 13 để có được tối ưu điểm nhất. Ngoài ra mình sẽ lấy tăng 20 điểm áp subscribe để giảm khả năng mua máu đi. Đấy, khi mà chúng ta tấn công quả thành công thì sẽ có 50% mỗi round đánh chúng ta sẽ hồi lại 45 máu. Đấy, rất là nhiều. Ở đây mình sẽ tăng max 19 điểm là 4% đấy, cho các ô là crit dam, double dam, excellent dam và xuyên giáp nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng master 800 hay là master mở rộng. Đối với master mở rộng, đầu tiên mình sẽ tăng max điểm vào sword blow, và sword blow chúng ta đây sẽ có một tâm đánh rất là rộng.
khả năng đánh lan AOE rất là tốt. Nhưng khi mà đi trên thì anh em sẽ chủ yếu là phụ thuộc vào support của lâu mà thôi. Và đối với khi mà BM đi với support của lâu thì chúng ta có thể solo bất kỳ map nào nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tăng tối ưu tất cả các điểm skill. Và ở dưới ô đi book thì mình hiện tại là lấy đi book độc và tăng điểm làm sao cho hợp lý để có thể tăng được vào 40 điểm bonus đám cũng như là 40 điểm bonus win đấy, 40 điểm skill đám. Ở đây khi mà chúng ta tăng full bonus hay là full tăng thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục dồn vào NE nhé, dồn hết điểm vào NE tương tự như ở đây cũng thế. Rồi ở đây mình lại sẽ lấy thêm 40 điểm basic đẹp để có thể có được một đường đẹp rất là tối thiểu nhất có thể. Anh em có thể thấy đường đẹp của mình mà khi mà chưa bút đẹp này, anh em chưa sử dụng, không hề sử dụng rồng nhé, mình sẽ không hề sử dụng rồng mà mình sử dụng con sói thì đường đẹp của mình cũng là hơn 11.000 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số bài kiểm tra xem với cách build trên thì lượng đam tối đa em đã đạt được là bao nhiêu. Và ở với bài kiểm tra này mình sẽ đi nhanh qua hai cái map chính ở hotspot của map Gray Aja và map cuối cùng là map Brunei. Đây mình sẽ đi đến Gray Aja đầu tiên. Ok, như vậy là mình vừa đưa em đó đến bài hotspot của map Gray Aja và mình có sử dụng thêm là ngọc B và ngọc sụt bút để tăng khả năng hồi AG cũng như là tốc độ đánh. Bây giờ một số con số mà chúng ta có thể đạt được có dễ dàng nhận thấy là như sau: Attack Power 7974 đấy, AG thì là tối thiểu rồi, tốc độ đánh bây giờ là bao nhiêu, 177, anh em thấy không, 177 đến 284 cũng không hề thấp. NE là maxing gần 2.300 và chúng ta hãy cùng nhìn đam của em nó một chút để xem lượng đam của em nó cao nhất là bao nhiêu nhé. Ở một số bài tẻ thì mình cảm thấy lượng đam của em nó có thể đạt được tối đa là hơn 1.000.000 đam đấy nhé. À, mình vừa đưa em nó đến map Browning Cathu, map cuối cùng để xem em nó có thể đạt được lượng đam tối đa là bao nhiêu. Đúng rồi, anh em thấy quả đánh rất là đau. Khi mà đi build cách này thì chúng ta sẽ có một kill quái khá là cao nhưng đổi lại đẹp của chúng ta khá là thấp. Đấy, anh em uống máu thì khui rồi ôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào đam nha anh em. 300 576 rồi ơi, 408 con số 1.000.000 đang của chúng ta đâu. Không, đây là chưa có EE book cũng như là EBM nha nhé. Khi mà có EE book hoặc là EBM thì chúng ta sẽ có một lượng đam cực kỳ tốt hơn nữa. Anh em có thể thấy khi mà lên map cuối cùng thì đam lên dây đã lên tầm 3.328. Quá là khủng khiếp. Ok, trên đây là một cái bài test nhỏ nhỏ, anh em có thể thấy được cái lượng đam khủng khiếp của BM khi mà build PVM mắc đam. Và anh em cũng có thể cân nhắc khi mà lựa chọn cách build này khi đi săn boss cũng như là đi trên lượng level. Và hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em cũng như là anh em có thể tham khảo được và có thể áp dụng được trong server của anh em mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.